chính giữa cặp vận động viên Minh Hùng Văn Tuyền và Quang Hòa Sĩ Hùng sẽ là Bình Thường ạ. Xin mời trọng tài Bình Thường chuẩn bị ạ. Nhờ một chút team hậu cần thôi, đây còn mấy anh em, anh Minh ơi với cả đây rồi. Anh em bê hộ cái bàn cúp ra góc này, bỏ luôn ra góc, đặt luôn ra góc để mình trọng tài sân số 2 là Tuấn Kiên. Số 3 à? Thế trọng tài bên này thì sắp ai chưa? Bảo Nam luôn đi. Nhờ Nam An sang đi. Thank you.
Mai quá lớn.